Dự luật về mở cửa cho lao động người nước ngoài vừa được Quốc hội Nhật Bản thông qua dường như không gây bất ngờ với các địa phương của Nhật Bản. Các chính sách về thu hút và quản lý lao động đã được các địa phương áp dụng từ trước đó. Hơn thế nữa, họ còn sang Việt Nam để chủ động tìm kiếm các giải pháp về nguồn nhân lực. Tottori là tỉnh nhỏ nhất của Nhật Bản, nhưng lại là địa phương thành công nhất trong năm 2017 khi thu hút được nhiều người, nhất là người nước ngoài, đến sinh sống và làm việc tại tỉnh. Tottori thành lập các tổ chức theo cụm dân cư, chuyên hỗ trợ những người di cư đến tỉnh sinh sống và làm việc. Các đoàn báo chí nước ngoài thường xuyên được mời đến tỉnh như một biện pháp để quảng bá và thu hút nhân lực người nước ngoài. Trong số người nước ngoài, người Việt Nam ở Tottori là đông nhất. Trong 2.300 người nước ngoài đến tỉnh làm việc năm ngoái, riêng Việt Nam là 700 người. Chúng tôi đã tổ chức các buổi thảo luận giới thiệu về cuộc sống ở Tottori, tại quanh khu vực Tokyo, Osaka, nhằm kêu gọi mọi người, nhất là người nước ngoài di cư đến Tottori, nếu trở thành công dân của tỉnh sẽ được cấp nhà ở hay gửi trẻ ở bậc mẫu giáo hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi ưu tiên những người trẻ từ 20 đến 30 tuổi. Thành phố Mimasaka thuộc tỉnh miền núi Okayama cũng là một địa phương chú trọng thu hút nhân lực từ Việt Nam. Chính quyền thành phố đã tuyển hẳn một viên chức là người Việt để dễ dàng phối hợp với Việt Nam. Các quan chức của thành phố đã nhiều lần sang Việt Nam để khảo sát, đã ký được thỏa thuận về nhân lực với thành phố Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng. Việc thiếu nhân lực, nhất là trong các doanh nghiệp lớn của địa phương đang là vấn đề rất nghiêm trọng. Chúng tôi chú trọng nhân lực của Việt Nam, nhận tu nghiệp sinh từ Việt Nam, những người làm việc rất chăm chỉ. Lao động Việt Nam được các địa phương Nhật Bản chú trọng thu hút do sự chăm chỉ và tương đồng về văn hóa. Tuy nhiên, trong năm 2017, theo Bộ Tư pháp Nhật Bản, có 3.750 thực tập sinh người Việt mất tích. Cục Cảnh sát Quốc gia của nước này cũng công bố có 5.140 vụ phạm tội liên quan đến người Việt, đứng đầu trong số lao động nước ngoài tại đây và là thách thức đối với các địa phương của Nhật Bản.